Hello mọi người, hôm nay Alan sẽ làm ảo thuật biến cái lắc vòng tay này, đó, bạn đồng trơn láng rất là xấu xí, biến thành một cái lồng vòng lắc tay cực đẹp nha. Sau đây Alan sẽ biến hình 1, 2, 3. Rồi, vừa biến hình xong, cái lắc quá đẹp luôn ha. Sau cái lỗ này đính hạt, chưa có đính hạt nha, kim cương một xoàng gì đó, quá đẹp ha, rất ngầu ha. Quá ngầu luôn. Đây là kim cương hột xoàn hột lựu ở đầy đủ. Đó. Quá đẹp. À, nhìn y như vàng ha. Cái này là đồng nha. À, thuật ngữ của thợ làm tiện, thợ nguội người ta nói cái này là thâu, còn nôm na nhân gian nó gọi là đồng, đồng đỏ này, đồng vàng, rất là đẹp. Rồi, cảm ơn mọi người nha đã theo dõi. Có nhu cầu thì PM Alan ha, inbox Alan, hoặc là gọi số điện thoại là 0908 97 97 00. Cảm ơn mọi người đã theo dõi.